Rồi cả nhà ơi, thì Thuận đang có mặt ở chùa Phước Tường ha mọi người. Ở đây là mình thấy có một cái tiệc chay miễn phí dành cho tất cả mọi người ha. Thì được biết là cái tiệc chay này sẽ diễn ra trong 4 ngày một tháng, đó là 14, 15 và mùng 1, 30 mùng 1 của các ngày âm, của các tháng âm lịch đó mọi người. Đây, tất cả mọi người đến đều được ăn bún miễn phí nè. Có rất là nhiều món ha mọi người. Ồ, mọi người coi cái nồi bún nè. Hình như chú không nghe, không nói được hay sao ta? Mình phải ra dấu á con. À, hai thì phải đưa vậy nè, chú mới biết. À, ăn tại chỗ thì chị vào đây, còn mang về chị ở dưới. À. Ở đây mình thấy có là bún bò Huế ha. Đây bún bò Huế hả cô? Bún bò Huế chay nha cả nhà. Nói bún bò mọi người tưởng là bún bò thịt. À, tất cả đều là đồ chay, có nấm, rồi có rau củ, có bắp, củ cải. Đó, có hai cô phục vụ và một chú ở bên này phục vụ luôn ha. Ngồi trong này nè cô, con thấy trong này có cái dãy bàn trong này nè, ngay bên hông nè. Đó, mấy cô chú này cũng lớn tuổi và nhìn dáng vẻ cũng khó khăn đó mọi người. Thì mọi người sẽ tới đây ăn ha. Đây, các cô chú và các em bé. Ngon không cô? Ngon ha. Dạ. Ăn nhiêu đây, đủ không? Ồ, anh có ăn chén một tô hả? Nhưng mà muốn ăn thêm thì vẫn cứ lấy bình thường nha con nha. Dạ. Con được biết là ở đây ăn không giới hạn á, kiểu mình cứ ăn như mình ăn. Rồi, dẫn cháu đi ha. Ba đứa luôn phải không? Ba đứa cháu này. À, đây là của cô này. Nhìn giống giống có, nhìn giống nhau. Đây là cái không gian để mọi người ngồi ăn với nhau ha mọi người. Rất là thân tình. Ủa, cô ăn chưa? Cô ăn chưa? Dạ ăn rồi cô. Cô thấy sao? Ngon không? Mình ăn bún bò hả? Dạ. Bún Huế ha? Dạ. Cô có hay đi ăn ở đây không? Không. À không, mới biết thôi hả? Mới biết. Vâng. Ngon chứ cô. Dạ. Ngoan đi vô đây chơi. À, là đi vô chơi cô dẫn đi. Dạ. Xin cảm ơn nha. Thì đó mọi người thấy không, không gian là nó sẽ kéo dài qua tới đây. Thì rất là sạch sẽ. Ô, còn trong này nữa cả nhà, không phải chỉ ở ngoài hành lang đâu. Ôi, bên này còn có bếp nữa nè. Trong này là món khác nha, ở ngoài bún Huế nhưng mà trong này là mì nha. À, ôi nhìn ngon quá mọi người. Cô làm bánh hỏi. Nhìn. Dạ. Mùng 30 mùng 1 hả cô hả? Với lại 14, 15. Dạ. Ồ, thấy bạn kia bạn cắt cái đó là cái bánh chưng, bánh tét luôn, bánh tét chay ha, bánh tét chuối hả sơ. À, có bánh tét luôn nha mọi người. Mọi người vào chùa thì có hai điểm để mà nhận đồ ăn là ở ngoài và ở trong này luôn nha mọi người. Đây mọi người nhìn đồ ăn rất là ngon.
Đây có một sư trẻ đang làm bánh tét. Ôi ngon quá, xíu mình xin một khoanh mình ăn. Mình chưa đem ra ngoài hả sư? Xíu xong rồi mới mang ra ha. Xíu mình trưng bày lên bàn luôn hả? Thì cả nhà nhớ đi vào trong khu bếp thì còn có những cái món khác. Ôi ngon quá mọi người. Đây là món xiên que luôn hả cô? Giống như là giống như người ta bán chả cá. À cái gì? Cái gì? Xúc xích nè mọi người, kiểu vậy. Dạ. Cũng đầy đủ món, y chang như là một cái xe cá viên chiên ngoài đường mình hay thấy. Rất là đầy đủ luôn. Rau củ với lại đồ chay ha. Đúng như vậy, mình ăn cho sạch sẽ như kia này. Cái bánh này mình gọi là bánh gì con quên nè? Hoành thánh. Hoành thánh nha mọi người, hoành thánh chay ha. Xong đây có xúc xích nè. Đó, đậu hũ. Trời ơi, để con bỏ cô đừng có làm vậy cô ơi. Đó. Trời ơi, xin thì con bỏ cho cô cái hộp riêng. Cô bóc nhóc nhóc nhóc, người ta người ta ngớt, đi chưa? Cô bao tay mất rồi. Đó thì mọi người vào đây cũng nhớ là phải sạch sẽ, có gì thì nhờ các cô này lấy chứ mình đừng tự ý đưa tay bóc thì nó sẽ bị mất vệ sinh chung với mọi người. Đúng không cô? Mình mỗi người ý tứ một tí là nó sẽ ok. Tự nhiên như Hà Nội xong là bóc tay mình gắm lón mình đâu phải không cho đâu. Xin là cho thì nó có gì đâu. Mấy cô đó kiểu cũng không có hiểu nhiều. Tự phát quen. Cảm ơn cô nha. Rồi, món của cô ngon quá mọi người ạ. Cái này, những cái món này là mình cúng dường hay là của chùa, xong mình tới mình làm công, mình góp công hay góp của? À. Công cúng thì cúng. À. Ví dụ như mình có thì mình cũng cúng luôn. À, còn tùy tâm hết, mình có mà đái chứ đúng không? Với lại cô là có hay giúp bếp trong những ngày này không cô? Một tháng 4 ngày là hết tất cả các chương trình rồi. Dạ, là phụ sức thôi ha. Công đức rồi. Dạ. Cô nói chuyện hay không? Con cảm ơn cô nha, con qua đây quay chứ. Đây là cái không gian bếp ăn đó nha mọi người. Còn một cái không gian rộng trong này nữa để cả nhà mình vô mình ngồi mình thưởng thức ha. Đó có các cô nè. Đó. Ngon không cô? Cô ăn mì xào ha. Dạ. Chú này mới ăn xong khen ngon quá trời. Dạ. Có các bạn kiểu bạn trẻ cũng đi ăn món chay ngày rằm ha. Cũng không phải nhất thiết mọi người là khó khăn đâu mọi người. Mọi người bình thường nếu mà muốn ăn chay ngày rằm thì mọi người cũng có thể ghé ăn bình thường ha. Chùa luôn welcome. Với lại là nó cũng có cái ý nghĩa là để cho mọi người tiếp cận cái món ăn chay á, giúp cho mình có cái cuộc sống nó thanh đạm hơn trong cuộc sống mọi người. Thì đó cũng là cái điều mà chùa mong muốn ha, các chùa các sư cũng mong muốn mọi người như vậy, chứ không phải nhất thiết là mình quá khó khăn mình mới đi ăn chùa. Đó ngoài ra còn có các món ăn phụ giống như là mì luộc. Bánh này gọi là bánh gì cô? Bánh đúc. Bánh đúc đó mọi người, bánh đúc ha. Màu xanh rồi đó. Bánh đúc không xương mà. Xong rồi bên này là... Đây, cái này là cái bếp hồi nãy mình quay rồi ha. Đó, ngoài này còn có một cái bếp gọi là bếp bánh xèo nữa mọi người. Bánh xèo xoay ha. Chú ngồi chú đổ bánh xèo và chú xoay vòng tròn luôn.
chú chưa lên bếp hết. Đó, chú đang lên từ từ để cho 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nói chung là khoảng mười mấy cái bếp ha. Đó, bên kia đó mọi người. Được mẹ nào chưa chú? Mới hả? Đó mọi người, chú mới làm mà chưa có xong ha. Những cái bánh đầu tiên luôn. Đây là bếp bánh xèo chay trong chùa Phước Tường nha mọi người. Cả nhà muốn ăn bánh xèo thì phải chịu khó chờ đợi xíu. Tại vì món này phải mất công chiên á, mà ăn nóng nó mới ngon. À, chú rất là vất vả. Ủa mấy cái bếp này của chú mang vào hay của chùa chú? Chùa. Của chùa đúng không? Chùa có sẵn ha. Mình góp công thôi chú ha. Ồ. Dạ. Cô được ăn bánh khọt rồi mọi người. Ủa mẹ bánh đầu tiên luôn hả cô chị? Ồ. Giờ nãy giờ ha. Rồi đây là cái gian bánh xèo bánh khọt thôi mọi người. Còn trong này có cái gian bánh khác nữa nè. Ủa cô làm món gì vậy cô? Cái này là món gì vậy? Làm bì cuốn rồi con. À, làm bì cuốn. À làm bì cuốn. Hai cô trong này cuốn còn cô sắt. Cái củ gì đây ta? Cái củ sắn, củ sắn được chiên. À củ sắn đem chiên lên. Chiên ra mà sắt cái này. Dạ. Yeah. Nhìn nó hay hay ha. À người cô ta cuốn rau sống đầu đầu. Như người ăn mặn thì người ta ăn bì, còn cái này mình cái này thay bì đúng không? Con nhìn cái này cũng được á. Dạ. Chỉ cho tránh nước mắm thôi, cho đây được rồi chi không ạ? Dạ, ok. Cô có hay phụ không? Hả? Cô có hay lên chùa phụ không? Cô ở chùa đây hoài. Cô ở đây. Nhà thứ hai ở hoài đó. Công quả hoài luôn ha. Dạ. Con cảm ơn cô nha. Chùa nhà thứ hai vậy đó. Ra vô liên tục giúp chùa ha con. Có việc gì là qua liền ha. Dạ. Đây mọi người, trong này thì do giữ vệ sinh cho nên là mình không bước vô trong ha. Đó. Có hai cô này đang cuốn bì. Gọi lấy gì cuốn gì cơ? Cuốn thôi đúng không? À, chỉ là cuốn thôi mọi người. Đó, làm cuốn nhưng mà cuốn chay ha. Còn đây là các cô các chú phụ làm công quả, làm những cái đồ thức ăn rau, rau củ quả. Thấy hai cô này bào chuyên nghiệp. Cô có hay lên chùa không? Dạ. Dạ. Cô ở sao? Quận 12 qua tới đây luôn. Xa lắm mọi người. Chắc cũng phải ba mấy cây số ở nhà, xa đó. Lên từ sớm luôn hả cô? Tại bữa nay đãi. Là mấy ngày rằm cô lên hết hả? Mai có lên không? Ồ. Hay là có những cái tiệc là đi. Ngày nào cũng đi. Ồ. Ngày nào cô cũng tới chùa luôn. Trong này là cái gian bếp để mọi người, con cảm ơn cô nha. Đó, cái gian này để mọi người rửa này kia này cũng rất là sạch sẽ luôn. Nói chung mọi người đều góp công góp sức để có những cái bữa ăn cho tất cả bà con cô bác, nhất là những cô chú mà có hoàn cảnh khó khăn một chút xíu mọi người, thì có những cái bữa ăn như thế này thì cũng rất là đáng quý ha mọi người.
đó có em bé này. Đó, mọi người luôn khuyên các bạn đi ăn thì cũng đừng có đụng tay đụng chân vào đồ ăn để đảm bảo vệ sinh cho người khác ha. Càng trưa là sẽ càng đông nha. Hồi nãy mình tới là lúc 10 giờ nhưng mà bây giờ là khoảng 11 giờ kém thì nó sẽ càng ngày càng đông hơn. Đó, bé này lấy được đồ ăn rồi. Đó, cả nhà thấy không? Cái phần bánh chuối, bánh tét chuối là đã xong rồi. Má lấy bún xào. À là có cơm luôn mọi người ạ. Cơm trắng với lại đồ. Đó. Canh này ha. Có canh, có chao, có tương, có đồ mặn hay đồ chua. Ở trong kia thì có sườn này, sườn chay cả nhà. Đó, đây là một phần cơm chay là cái như vậy. Đây cái nồi đây cả nhà. Ôi ôi cái nồi súp nè. Đã luôn. Chắc phải 1 mét. 1 mét mấy. Ôi. To quá. Ôi, thơm lừng luôn mọi người ơi. Chấn động. Nè cái gian bếp nấu nha mọi người. Quá khủng khiếp. Đó, càng trưa thì càng nhộn nhịp hơn ha, rất đông người tới ăn. Đó các quầy. Đây là quầy nước uống đó mọi người. Đó các cô các chú đứng xếp hàng rất ngăn nắp chờ. Dạ, TikTok. Có mấy bạn sinh viên chụp tay anh. Cay cay cay.
ăn cây bỏ vô gì bé. Chú đã bị câm điếc nhưng mà vẫn giúp chùa không mọi người. Đó, đây là bánh xèo bánh khọt. Bây giờ này là chú đã lên đủ, gần đủ 10 cái bếp rồi ha, để phục vụ bà con. Có mình chú không thấy ai phụ chú nhóm bếp. Bánh xèo miền Tây nha mọi người. Bánh xèo miền Tây hả chú? Đó, mình thấy chú chiên bánh xèo đặc dầu luôn nè. Quầy bánh xèo hot nhất hôm nay mọi người, rất là đông người chờ đợi luôn. Chú nóng quá chú, mệt chú cũng không có nói chuyện với lại mình hỏi chú cũng không có trả lời nhiều, mình cũng không muốn làm phiền ha. Thì cảm ơn cả nhà đã theo dõi cái clip cập nhật về cái địa điểm ăn uống, ăn đồ chay miễn phí tại chùa Phước Tường ha mọi người, quận 9 nha. Cả nhà muốn tìm địa chỉ thì cứ lên mạng á, tìm chùa Phước Tường, các trang như là Facebook hay là YouTube hay là ở trên Google á, thì đều tìm thấy nha. Chứ mọi người cứ nhắn hỏi, với lại trong cái video mình cũng có sẽ đề ở cái phần mô tả video về cái địa chỉ của chùa ha mọi người. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.